Trong các ngày 24 và 25 tháng 1 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp kỳ thứ 36 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2011-2016, 2016-2021, trong đó có các đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, do đã có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý, thực hiện một số dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AAC và các công ty trong hệ sinh thái AAC thực hiện. Nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Liên quan đến những vi phạm còn có trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020, Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Xem xét đề nghị của Tỉnh ủy Lâm Đồng và An Giang về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, Trần Anh Thư, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Việt Trí, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh An Giang đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Việt Trí. Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Trần Đức Quận, Trần Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư.